tôi cần thăng ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355 hoặc nhắn Zalo em số này luôn. Mấy cây cần thăng nó đâm chồi nè. Trong quá trình vận chuyển mấy cái chồi non có thể bị dập gãy, mong cô chú anh chị thông cảm. Cần thăng rất là dễ trồng, dễ sống, dễ đâm chồi mới lại ạ. Cây đầu tiên có mã số là 163. Quanh củi đây là 40. Quanh thân là 22. Chiều cao là 25. Cùng một cỡ bầu là 20. Mã số 163, em xin giao lưu là 450 em bao ship ạ. Mã số 163. Quanh em đo ở đây là 40. Quanh thân ở đây là 15. Chiều cao là 24. Mã số 165, cây này 400.000. Bảy
cũ là 34. Hoành thân là 15. Chiều cao là 34. Mã số 170, cây này 350. Mã số 170. Hoành đế là 34. Em đo thân ở bên đây là 17. Chiều cao là 30. 171, 350 luôn. Đế của nó là 34. Thân là 22. Chiều cao là 34. Mã số 172, 350 luôn. Này giá thanh lý nha cô chú. Mã số 172. Hoành đế là 31. Hoành thân là 24. Chiều cao là 33. Mã số 174. Cái này 450. Cũ là 38. Hoành thân là 20. Chiều cao là 20 luôn. Có gan đây. 22 chứ. Chiều cao 21 đi. Hoành. Rồi, mã số 175. Cái này 350 à. Mã số 175. Quanh đây là 38. 38 nha cô chú. Đầu hoành thân cái nhánh này là 24. Chiều cao là 30. Mã số 177, 400 ngàn. Mã số 178, 400 ngàn.
quanh ở đây là 36. Hoành thân là 22. Chiều cao là 30. Mã số 179. Cái này 400 ngàn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem.